Vâng, Yamaha UIH với một sự chiều cao tốt hơn U1H 1m27. Vâng, và các bạn xem ảnh kỹ sẽ thấy rằng là UIH có cái chân nó khuyết vào, vâng, chân khuyết vào thì kiểu dáng nó khác đi một chút. Có thể nói là với nhiều gia đình thì mà có diện tích vừa phải thì đấy lại là một sự lợi thế. Tôi muốn nói rằng là như vậy thì nó sẽ gọn hơn, bớt vướng víu hơn và chúng ta đi lại cũng các con nhỏ tránh bị va vấp hơn. Vâng. Đôi khi lại là một cái điểm tốt của U2H. Vâng. Và với âm thanh của cây đàn này thì sao ạ? Các bạn vừa nghe rất là vang, rất sáng. Vâng. Và tôi thấy rằng là rất là điển hình của màu sắc của đàn Yamaha. Đấy. Nó tất nhiên không phải là tuyệt hảo như những cây đàn Steinway, nhưng mà với một cái khoản chi tiêu như vậy, với một cái âm thanh như chúng ta vừa nghe thì tôi nghĩ đó là một sự rất tối ưu rồi, rất tuyệt vời rồi. Bây giờ tôi sẽ thử toàn bộ phím để chúng ta cùng xem. Vâng, các bạn thấy đấy, các phím âm thanh đều rất đồng đều về màu sắc và có thể nói là tôi đã chơi 88 phím, lực trên các mặt phím rất là đồng đều nhau, rất tốt. Tôi nghĩ đây là một sự lựa chọn hợp lý khi chúng ta cho con em mình bắt đầu học đàn piano. Cảm ơn các bạn.